Hello, chào anh em đầu tuần nha. Hôm nay lên xả ít hàng hàng phụ tùng và hàng sườn xe rùa nha anh chị nha. Đó, để gom hàng lại, gọn gàng lại để chuẩn bị đổ đá, đổ đất thêm nha anh chị. Cho nó sạch sẽ, cho nó ngon lành. Vì đất thì cũng đất của mình mà, thì mình đổ cho nó gọn gàng, sạch sẽ chứ đỡ nhìn bày hay quá. Lâu lâu cũng phải nâng cấp là anh em. Cứ đổ tới đổ lui nâng cấp biết thôi. Giờ chưa có tiền đổ bê tông này. Đây, bán cho anh chị em ít hàng đây. Hôm nay lên cho anh em một cái sườn hai cầu, bốn bánh. Con này số 4 tiếng hai lùi nha anh chị nha. Đó. Số cái gì? Bốn cái bánh rất là đẹp. Bốn cái bánh rất đẹp nha anh chị. Bốn bánh hai cầu. Lên nét anh chị xem ha. Đây, bốn bánh hai cầu nha. Sườn này về gắn máy lên là chạy thôi. Con này có gài cầu này, có vi sai luôn. Đó, có gài cầu vi sai luôn, gắn máy vô đây là chạy thôi anh chị. Đây. Đó. Gắn máy đây chạy thôi. Hộp số sườn đồ chạy ngon lành hết nha anh chị nha, không có một lỗi lầm nữa nha. Đó, về gắn máy lên là gắn phun thuốc gì đó là lên vàng luôn thôi. Đó, lớp sau là lớp 19, lớp trước là lớp 400-8. Sườn này bữa hôm bán 15 triệu nè, nhưng mà hôm nay bớt cho anh em 2 triệu ha, còn 13 triệu. Giá này thì quá là hợp lý đó. Chị mua về gắt đồ này nọ chế cháo chạy rất ok luôn. Đó, bánh cổ đầy đủ, giá 13 triệu bán tại cửa hàng nha anh chị nha. Bán này về vốn lỗ tiền xe luôn. Rồi, 13 triệu. Rồi, qua cái sườn phun thuốc. Đây. Cái sườn phun thuốc. Anh chị nào lấy máy thì lấy ha, còn chị nào bỏ máy thì bỏ lại. Cái này lột máy ra. Lột máy ra thì để lại ha. Anh chị sườn là còn đầy đủ nè. Cầu trước cầu sau hộp số này nọ đầy đủ luôn. Giờ anh chị chỉ chế độ gắn bánh vô là chạy thôi. Hộp số này rất là hệ nha. Số này thì nó có 4 tiếng một lùi, có nhanh chậm, nó có gài cầu luôn. Đó, rất là VIP, hộp số đời, cái sườn đời này rất là hiếm luôn nha anh chị. Máy có thể gác đằng trước được luôn nha. Đó, máy anh chị có thể gác đằng trước được luôn. Đó, kéo dây con ro chạy đằng trước luôn, không cần chế máy sau nha. Con này hộp số rời nè, nằm đây, hộp số treo đây. Đó, chuyền ra cầu sau, chuyền ra cầu trước. Sườn này thì rất là đẹp nha anh chị, số má đồ bao ngon lành, không một lỗi lầm nha. Xe này đã chạy hoạt động hết rồi, nhưng mà cái máy này đổ hơi nhẹ nha, đổ hơi nhẹ nên là em rã em bán đồ nha anh chị. Đó, cái sườn này giá 16.500.000 nha anh chị nha. Sườn này bao đẹp, hai cầu bao đẹp, và cái đời này độ chế rất là ngon, rất là dễ nha anh chị nha. Rồi, cái máy này thì anh chị nào lấy cái máy không thì không, nếu mà lấy cả két nước đuôi đồ hết luôn thì giá 7.500.000 nha anh chị nha. Còn chị nào không lấy két nước, không lấy đuôi nồi đồ ấy đồ thì trừ ra, lấy cục máy không thì trừ ra anh chị ha. Đó, cái sườn này 16.500.000, anh chị mua thì em có thương lượng nha. Rồi con này siêu đẹp, cắt lúa, cắt cỏ voi, cắt chè, cắt mì đó, muốn cắt gì cắt, bao nổ bao chạy, hoạt động trên cả tuyệt vời nha anh chị nha, ngon lành cả nào hết. Đó. Con này hôm nay thanh lý cho anh chị luôn, giá 7 triệu nha, 7 triệu nha anh chị nha, quá là rẻ luôn. Đó, giá hời luôn cho anh chị mua về sử dụng. Đầu tuần em bán vui vẻ giao lưu với anh chị luôn nha. Những cái giá em bán là chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em, bất cứ một mặt hàng nào. Rồi, cái bộ tời này, bộ này là bơm nè, bơm nè, tời nè, cuộn cáp này, dây nè. Đó, về anh chị cứ cần đặt vô là lên hai dây đó là bơm thôi nha anh chị, tời cáp nha. Đó, bộ này thì mới hơn bán hơn 10 triệu nha. Hôm nay em thanh lý cho anh chị luôn, giá 10 triệu. Bộ này bữa em bán 14 15 triệu gì đó. Nhưng mà hôm nay thanh lý cho anh chị luôn, giá 10 triệu nha anh chị nha. Đó, quá là rẻ luôn anh chị. Cực kỳ rẻ. Nó nặng khoảng tầm 3 4 tạ nha anh chị nha, 3 tạ 4 tạ là có. Đó, nguyên cái khung sắt đó luôn, rất là to, rất là nặng luôn. Rồi 10 triệu. Những cái giá này em bán là em báo hết trong video nè. Đó, anh chị quan tâm thì liên hệ nha. Rồi cái cần này chắc không có anh chị nào mua đâu. Cần này anh chị nào cần thì tới cửa hàng mua thôi, chứ cái cần này to lắm, không có ship được đâu. Ship chắc tiền cước nó còn hơn luôn. Cục tề cục tời nè. Rồi cuộn cáp.
cuộn cáp đẹp len ken luôn. Chắc cuộn này em nghĩ tầm 200m anh chị ạ. 200m. Cuộn này là anh chị lấy bơm thì lấy, không lấy bơm thì thôi ha. Đó, lấy bơm thì lấy, không lấy thì thôi. Cuộn này tầm 200m. Bán nguyên cục nha anh chị nha. Đó, bán nguyên cục bơm, nguyên cái cục cáp luôn. Chị nào cần thì lấy. Giá cục này thôi đợi đó. Có hai cái bơm lớn nè anh chị. Hai cái bơm bữa tháo trong cái xe cẩu này nè, hai cái bơm siêu bự luôn. Hai bơm này giờ độ gì ta? Xe lưu. Chị anh em cơ khí nào cần cặp bơm này thì em để cho anh chị giá mềm ha. Đó, cặp bơm rất là bự nha anh chị nha. Cặp bơm này là phải hai người khinh là khinh không nổi á. Đầy đủ như vậy luôn, 15 triệu một cục nha anh chị nha. Chị nào lấy hai cục thì em bớt nha. Đó, 15 triệu một cục. Giá lẻ nha, còn chị nào lấy nguyên cặp thì em sẽ bớt cho. Đó, còn đây cục bơm tời nè. Chị nào lấy cục cáp kia mà lấy thêm cục bơm này luôn nè, là gắn vô là chạy ngon lành cả đào luôn nha anh chị. Là cũng gọi là tời luôn nha anh chị nha. Đó, chị nào lấy cục cáp kia lại cục bơm này em bán nha anh chị giá 9 triệu nha. Rồi tiếp tục cái sườn 5 bánh nha anh em nha, 6 bánh chứ, đằng sau chạy 4 bánh, đằng trước chạy 2 bánh. Đó, con này giờ anh em gắn máy vô độ chế nha anh em nha. Đây, máy nó đây, còn nồi con, nồi bố rồi đầy đủ ha. Đó, hộp số rồi chạy ngon lành, ghế bọng đồ ok hết. Xe này thì em sẽ để lại cái mặt đầu cho anh chị ha, còn từ khúc này đổ ra lột sạch. Đó, bán thanh lý cho anh chị giá là 13 triệu nha anh chị nha, 13 triệu. Đó, 13 triệu nguyên một cái sườn vậy. Đó, lột mấy cái đó để lại thôi. Còn chị muốn lấy thêm cái gì thì cứ liên hệ bên em nha. Rồi ok. Đó, thành lý để đổ đất nè anh chị, đổ đá. Đổ sạch lên để đang trồng cây ăn quả, cái xoài nè. Đó, xoài rồi ổi rồi mít, nhãn đồ trồng xung quanh nè, giờ đổ cho nó sạch sẽ rồi để làm chạy. Đất này đổ cũng nhiều lắm anh em. Đây, xe đào Komatsu thành lý luôn. Mở bán 46 triệu không có gầu nha anh chị nha, bao nổ bao chạy. Đó, hôm nay bớt cho anh chị 3 triệu nữa. Bán 43 triệu, giá bán tại cửa hàng cho anh chị nào nhanh gọn lẹ nha. Nhanh gọn lẹ, bao nổ bao chạy. Đó. Giá chỉ 43 triệu thôi, anh chị mua cái gầu 4 5 triệu gắn vô nữa. Đó. Tại vì cái giá này thì thật sự nó quá là rẻ rồi. Cho anh chị nào cần mua về sử dụng xe rin nha anh chị nha. Rồi. Qua con cắt lúa nè. Con này thật sự là xe bán rồi nhưng mà bị khách đặt cọc không lấy hàng nên là nó bị mất duyên rồi nha anh chị nha. Hôm nay em bán thanh lý luôn, bán cho bà con giá hữu nghị luôn. Đó. Thì nói chung là những con xe mà đặt cọc mà khách không lấy bán nặng nề lắm chị, thật sự luôn. Nói đâu mà nói ra thì khách nghe khách ấy, nhưng mà khách bỏ tiền cọc khách cũng buồn, mà mình là một cái con người bán hàng, mình nhận được mấy triệu tiền cọc đó mà khách không lấy, mình không bán được mình cũng buồn đó. Nói chung là ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng mà đó thì em nói thôi, còn em không có đụng chạm tới những người nào mà đặt cọc mà bỏ nha. Đó, người ta đặt cọc ta bỏ thì ta cũng rất là buồn chứ không có xứng ít đâu. Con này con cắt lúa SR14, xe bao đẹp, về rớt xe là chạy hoạt động từ AZ không một lỗi lầm nha anh chị nha. Đó, giá ra đi em nó là 37 triệu, 37 triệu nha anh chị, 37 triệu một cái giá rất là hời luôn chị. Đó, chị mua về cắt lúa vòng vòng, nói chung vài sào hoặc là cắt cỏ voi cũng được luôn. Đó, ok hết nha, xe rất là đẹp. Xe này hôm bữa em có quay video rồi đó. Rồi thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ những mặt hàng em lên làm bán, làm không bao phí vận chuyển nha. Chị nào mua thì liên hệ trực tiếp cho em nha. Đó, dọn nè anh chị, giờ dọn đống này gạt ra hết. Đó, rồi đổ đất, rồi đổ đá cho nó sạch sẽ anh chị nha, để làm này nọ để cho nó gọn gàng sạch sẽ. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo nha.